Trong cái bài này đi, phân biệt được cho tôi hai cái điểm. Thứ nhất là nhiễm độc chất, thứ hai là cường chất. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau nha. Nhiều bạn nghĩ sai. Nhiễm độc chất là những cái triệu chứng lâm sàng mà bản tính nó xảy ra là do cái tình trạng hormone tuyến giáp của người đó nó tăng cao ở trong máu mà nó gây nên. Còn cường giáp tức là người đó bị nhiễm độc giáp mà tình trạng mà tăng cái hormone giáp này là do cái tuyến giáp nó tăng sản xuất, nó tăng bài tiết hormone giáp ra chứ không phải là do nguyên nhân khác. Tại thí dụ như người đó cũng bị nhiễm độc giáp mà thật ra là sao, bị một cái bút cổ ở đây, cái là bác sĩ cho uống thuốc hormone giáp vô để nó ức chế, để nó bớt lớn cái bố này lên, thế là người đó sẽ có biểu hiện của tình trạng nhiễm độc giáp do cái hormone giáp người ta uống vô đó. Nhưng mà người đó đâu có bị cường giáp đâu, tại vì tuyến giáp của người đó nó không có tiết nhiều hormone giáp, mặc dù nó bự nhưng nó không tiết nhiều hormone giáp. Còn cái chuyện mà hormone giáp người đó bị tăng cao là do người đó uống cái thuốc ngoại ra vô, thì người đó là nhiễm độc giáp chứ không phải là cường giáp. Cường giáp cũng là biểu hiện nhiễm độc giáp nhưng cái tình trạng hormone giáp này là do tuyến giáp tăng sản xuất, tăng bài tiết chứ không phải là do mình yếu tố khác, có thể là do uống thuốc vô hoặc là tuyến giáp mình nó bị viêm hay bị phá hủy cái tuyến giáp đi nên nó bị phóng thích nhiều hormone giáp. Nhưng mà cái đó không phải là cường giáp mà là nhiễm độc giáp thôi. Tức là tuyến giáp nó không có tăng sản xuất mà do nó bị viêm, nó bị bể ra, nó không thích nhiều ra chứ không phải là bản thân nó không phải là tăng sản xuất nên nó không phải là nhiễm độc, không phải là cường giáp nha. Hãy nắm rõ hai cái khái niệm này nha. Chút xíu không thấy cái phần đọc anh mà tí là chút xíu thì quay lại hỏi ta hiểu không. Bây giờ là một cái tiếng giáp của cái từ bình thường thì mình em sẽ có thể rờ được cái tiếng giáp của mình mấy em đang thì sẽ rất là dễ. Ta mình sẽ có cái phần sụn giáp, sau tới nữa là cái sụn nhật, rồi sẽ tới nữa là cái tuyến giáp của mấy đứa. Ở đây thì sẽ thấy có một phần mấy đứa hay gọi là cục cổ, nó rất là to ha, thì bên dưới đó là cái tuyến giáp. Còn ở nữ thì làm sao mà biết nữ không có cái cục cổ như vậy, thì mấy em sẽ cầm để ta mấy em vuốt ngược từ trên, mấy em vuốt từ trên xuống dưới như thế này thì mấy em sẽ cảm nhận là mình sẽ đi ngang một cái sụn đó hơi vô hơn so với những cái sụn còn lại. Đó là cái sụn nhật giống như của nam đó, nhưng mà của nữ mình lại không vô cao như nam thôi. Thì ở bên dưới cái phần nhôm đó chính là cái tuyến giáp của cái đứa, thì nó sẽ có hai phần, thì trái thì phải giữa cái eo, thì cái tuyến giáp là nó nhỏ thôi, khoảng 20 đến 30 gram thôi, nhưng mà nó là cái quyết định rất là nhiều thứ nè. Thông minh hay không là một cái tuyến giáp này thường mà bị suy giáp thì sẽ rất là khờ ha. Thì đây là cái tuyến giáp của mình, thì ở đây là cái phần là nam giáp của cái đứa ha. Trong cái tuyến giáp của mình thì một con giáp nó chủ yếu là nó cứ tạo ra là T3 và T4, trong đó cái T3 là cái thành phần hoạt động và T4 là cái thành phần ở dạng dự trữ. Và tuyến giáp của mình thì phần con giáp nó tạo ra nó sẽ được đổ vào trong cái nam giáp này. Cái nam giáp này giống như là một cái chiếc keo vậy đó. Mấy em sau này có đi lâm sàng mà được thấy một lần lấy chọc hút cái nam giáp, mấy em sẽ thấy là người ta rút cái chen cái keo giống như hộp giáp của mấy đứa vậy đó, nó trong mà nó dính dính giống vậy đó. Thì trong đó nó sẽ chứa hộp con giáp và nó chủ yếu là nó dạng dự trữ. Ở đây khi có một cái kích thích tới thì cái hộp con giáp này nó sẽ được đưa ra ngoài tế bào này, nó không thích vào trong máu. Và đây mình nhắc về một sinh lý của tuyến giáp chút xíu ha. Khi mà có một cái yếu tố stress, ví dụ như là ha, hoặc là hồi hộp căng thẳng gì đó, hoặc là nhiễm trùng, thì nó sẽ kích thích lên cái vùng dưới đồi tiết ra TRH. TRH của vùng dưới đồi sẽ kích thích vùng tuyến tim khi nào? Khi nào? Tuyến yên mình có yên trước và yên sau, này kích thích là yên nào? Yên trước hay yên sau? Này thì cho thêm chất vui á, kích thích giờ yên trước ha, tiết ra TSH. TSH này sẽ kích thích lên cái vùng tuyến giáp của mình sản sinh ra T3 và T4, tức là hormone không giáp. Thì trong đó là T3 nó hoạt động nó mạnh gấp gấp 4 lần ở T4 á, nhưng mà cái trong máu của mình thì chủ yếu là T4, T3 ít thôi, 90 hơn 90% là T4, còn 20% là T3 ha. Khi mà khi đi tới nó tạo ra T3, T4 này nó đưa vào trong máu, nó lưu hành ở trong máu, nó phải có một chất mang nó đi, nhưng mà nó đi tới được cái tế bào thì cái T4 nó phải chuyển thành cái T3 thì nó mới giúp cho cái chức năng tuyến giáp hoạt động.
chứ còn cái T4 này là vận động rất là yếu và cái thời gian phát quỷ của T4 thì nó dài, còn T3 thì nó vài tiếng thôi, còn T4 nó tới cả tuần lễ rồi. Và khi mà nồng độ hoặc phân giáp trong máu mà tăng lên quá cao, bây giờ nếu mà theo cái chuỗi từ trên xuống dưới đây, cái kích thích cái là cái dưới đồi, dưới đồi kích thích tiếng y, tiếng y kích thích tiếng giáp, tiếng là T3, T4 không có cái gì cản nó thì sao? Nó tiết quạt, tiết quạt được quá chờ mà phân giáp được tiết ra, quá chờ mà phân giáp tiết ra thì sẽ bị cường giáp. Thì lúc đó, cơ thể sẽ bị rối loạn. Thì lúc đó sẽ có ức chế là khi T3, T4 quá nhiều nó sẽ báo hiệu lên cái vùng dưới đồi, nó báo hiệu lên vùng tiếng y là bây giờ T3, T4 nhiều lắm rồi, đừng có tiết ra nữa. Để gì? Là giảm cái nồng độ giáp xuống để đưa cái nồng độ giáp của mình ở mức quân bình. Đó là cái sinh lý bình thường, cái cơ chế tiết bình thường của cái tuyến giáp ha. Còn cái chức năng của tuyến giáp là làm gì? Mục đích của nó là toàn bộ các tế bào trong cơ thể của mình để giúp cho cơ thể mình tăng trưởng, phát triển, các cộng thần tiên tăng nhịp tim, tăng tần số của con đất của cơ tim ha. Rồi ở trên ruột thì nó là tăng nhu động đạt ha. Ở trên xương thì cũng giúp cơ thể tăng trưởng phát triển, nó tác động lên trên sự phát triển của thần kinh, nó làm cho người ta kích thích tăng hoạt động. Cho nên nếu mà uống thuốc không ổn giá thì cũng có thể sẽ gây một tình trạng là mất ngủ, kích thích cao gắt và tăng chuyển quá thì người lúc nào cũng sẽ tâm tức khó chịu ha. Do đó nếu các em học được cái sinh lý của cái chức năng tuyến giáp á, của cái hormone ung giáp thì em sẽ tự nhiên sẽ thuộc được cái bàn cường giáp thôi. Chưa? Đây là một cái sinh lý hoạt động bình thường, khi mà nó nhiều thì nó báo hiệu lên trên ức chế ngược lại. Như vậy cường giáp có thể xảy ra ở những vị trí nào? Thứ nhất là vùng dưới đầu với lại vùng tuyến yên. Vùng dưới đầu nó tăng tiết quá nhiều T và H, tuyến yên tiết quá nhiều ra sắc thì sao? Thì nó sẽ kích thích rất là nhiều lên tuyến giáp để tiết rất là nhiều hơn giáp, đúng không? Hai thứ hai nữa là vùng dưới đồi, vùng tuyến yên thì bình thường, mà thằng tuyến giáp nó bự hơn bình thường, nó hoạt động nhiều hơn bình thường, nó tự động nó tiết nhiều hơn môn giáp ra như vậy đó ha. Thì có những cái bệnh lý mà nó sẽ xảy ra những vị trí đó, cho nên cường giáp thì nó sẽ có những cái nguyên nhân. Thứ nhất là tại tuyến giáp nó tăng sản xuất hormone giáp thì mình sẽ có bệnh Marden hoặc là cú giáp nhân nhiễm độc, gây nhiễm độc giáp. Nhiễm độc giáp là mấy đứa hiểu cái từ nhiễm độc không có nghĩa là bị ung thư ác tính gì trên nha. Nhiễm độc tức là cái tình trạng mà hậu môn giáp ở trong đó nó nhiều quá, nó làm người ta có biểu hiện tăng cái chuyển quá lên, chứ không phải là nhiễm độc là bị ung thư của tuyến giáp nha. Phải nắm rõ từ này, cho nên cái từ này á hạn chế sử dụng ở trên lâm sàng. Khi mà đi khám bệnh nhân á, mình hay nói cái từ nhiễm độc giáp, bệnh nhân nghe về sợ, không biết nhiễm độc giáp thì chắc là bị ung thư, bị gì, bệnh ác tính, nghe độc thì sợ, cho nên mình không có dùng cái từ đó. Nhưng mà mình phải biết nhiễm độc giáp là gì nha. Còn tại tuyến giáp nó bị viêm, tức là nó bị phù nề thì cái bao vỏ của cái nang giáp sẽ bị bể ra, hoặc hormone giáp sẽ phóng thích nhiều vào trong máu, thì lúc đó mình sẽ có hormone giáp tăng cao lên thì nó sẽ tác động lên cái mô đích, thì làm tăng chuyển quá, tăng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể ha. Rồi hoặc là người đó bị bệnh lý gì đó mà phải uống hormone giáp, chẳng hạn như bị ung thư tuyến giáp, mổ cắt tuyến giáp rồi mà bây giờ uống hormone giáp bị quá liều, thay vì uống ngày viên giờ uống ngày hai viên thì bị quá liều hormone giáp tự đưa vô. Bình thường cái trong máu là cái là mình tự sản xuất, còn bây giờ mình không có sản xuất được thì mình tự đưa vô thì hormone giáp tăng nhiều thì nó cũng gây nhiễm độc giáp, nhưng nó không phải là cường giáp. Cường giáp là bản thân tuyến giáp đó sản xuất nhiều hormone giáp. Còn nhiễm độc giáp bình thường là không biết lý do gì, nghĩ sao cái hormone trong đó nhiều lên mà không bất cứ là do nguyên nhân gì thì gọi là nhiễm độc giáp. Còn cường giáp là nhiễm độc giáp mà do nguyên nhân tại tuyến giáp nó đang sản xuất, được chưa? Rồi mình sẽ có khúc trên thì mình sẽ bệnh lý ngoài tuyến giáp thì mình sẽ có do tuyến yên nó bị cái u nó tiết quá nhiều đến thắt thành tê thắt, là cái thằng kích thích tuyến giáp để tiết cho ba tê bốn, cho đó u tuyến yên tiết nhiều đến thắt thì cho ba tê bốn nó có nhiều thôi thì nó sẽ gây nhiễm độc giáp. Hoặc là bệnh nhân bị bệnh nhân có thai đang bắt đầu chảy nặng á, hoặc là bệnh nhân bị thai trứng á, thì cái oxyde này nó giống như là tê sắt vậy đó, cái cụ thể của nó giống tê sắt luôn, cho nó sẽ kích thích lên T3 T4, và tích lên một cái giá để tiết T3 T4 giống như là tê sắt vậy đó. Thì đó, những cái người có thai đang bắt đầu thì em sẽ thấy cái
nhiễm độc giáp tức là một con giáp trong đó nó bị tăng lên, nó gây nên cái tình trạng lâm sàng mãn tính, nhưng không có kể là nguyên nhân gì cả, có thể là nguyên nhân tạm giáp hay nguyên nhân ngoài cũng giáp. Còn cường giáp là phải là tình trạng nhiễm độc giáp nhưng mà do cái giáp tăng sản xuất hoặc không giáp không thích cho máu, được chưa? Cho nên nếu là tôi gây thuốc hoặc không giáp nên tôi bị cường giáp là sai. Uống thuốc hoặc không giáp thì nó gây nhiễm độc giáp thôi chứ không phải là cường giáp, tại vì đâu có tiết giáp thì nó đâu có tăng sản xuất đâu, mà do người đó tự đưa vô, được chưa? Hoặc là người đó bị xạ trị tiết giáp, sau khi xạ trị thì hoặc không giáp tăng lên, như vậy là nói bị cường giáp không phải, là do xạ trị nên là cái nang giáp bị vỡ ra, hoặc không giáp bị phóng tích vô máu, cái bản thân tiết giáp thì đó không tăng sản xuất. Nên phải tránh được như vậy, tại vì đó là cái nguyên lý điều trị. Khi mà cường giáp thì mình làm sao để giảm nó xuống, cho nên nếu một cái người bị viêm giáp mà em cho uống thuốc để cho nó ức chế được cái động mạch giáp và bị mất cái dây động viêm thì người ta sẽ bị suy giáp luôn, mà em cho uống thuốc để điều trị cường giáp là bị sai rồi. Thì triệu chứng lâm sàng của nó thì nó sẽ tác động là nó sẽ đối lập quá trình điều nhiệt. Bệnh nhân bị cường giáp thì sẽ bị gì? Sợ nóng, lúc nào cũng sợ nóng, rất là thích lạnh, lúc nào cũng tăng tiết mồ hôi, lúc nào cũng than ngực buổi tối ngủ chờ mát nó giận, than nóng nó giận đồ mồ hôi, cái tay nó giờ lúc nào cũng ướt hết ha. Và cái tóc thì cũng nó dễ rễ hơn mà nó tăng tiết nên tóc cảm giác như ướt vậy đó. Rồi trên tim mạch thì nó tác động lên cụ thể cả alpha và beta luôn, nó sẽ làm cho tăng nhịp tim, nó tăng sức cơ bắp cơ tim, và cái huyết áp chủ yếu là nó tăng cái tâm hồn chứ không phải tăng cái tâm trường nha. Do đó mình đo cái huyết áp thì cái khoảng trên đánh huyết áp khá là rộng nha. Khác thì bệnh nhân sẽ thấy lạnh nhanh, lạnh mạnh ha, mình có thể nghe được âm thổi ha, mình có thể nghe âm thổi ở tim, mình có thể nghe được âm thổi cái chỗ tiếng giáp luôn nha. Thì triệu chứng thần kinh thì bệnh nhân sẽ kích thích, bất rứt, khó ngủ. Mấy người, mấy đứa cường giáp thì chúng ta sẽ thấy sao? Nó nói hoài. Nó nói hoài, nó nói liên tục, nó nói không ngừng nghỉ. Mấy em đi khám với bệnh nhân, mấy em mà phòng khám mà bệnh nhân cường giáp bước vô mà chưa bao giờ điều trị, mấy em sẽ biết tiền nào. Giảm cái gì á? Dạ, bước ra, bây giờ hỏi lại. À, bác sĩ nói cái gì vậy? Người ta nghe nhưng mà, người ta nói gì đó nhưng mà người ta không tập trung được. Mình nói gì người ta cũng quên cả, mà chứ không phải nói gì là hay mà dặn lo rồi chứ là mình chưa kịp nói là họ dặn lời mình nói rồi họ bị tăng động á, nhưng mà họ không có nắm được, họ không có tập trung được, họ không có nhớ mình nói cái gì đâu. Rồi bệnh nhân nặng thì có thể bị rối loạn tâm thần, co giật không hề nha, cho nên nó nói rất là nhiều nhưng mà nó rất là hay quên, nó không có tập trung được, nó không có nhớ được. Bệnh nhân cứ than khó ngủ. Cái bệnh nhân bị cực giác là người ta đi khám bệnh, người ta hay than cái triệu chứng nó rất là nhiều. Tôi bị sụt tí rất là nhiều, tại vì sao? Bị tăng nhiệt quá, có nhiều năng lượng nó tốt làm cho cơ thể nóng lên chơi vậy đó, chứ nó không có lấy năng lượng đó làm cái gì trên con người ăn cũng dữ lắm mà nó gầy. Cho nên triệu chứng ăn nhiều vậy con nó lại nằm ở trong đây thì cũng có chứ không phải là đâu có hết được không nha. Rồi nhưng mà nó gầy rồi người ta cứ than cũng rất là tốt, thì tôi ngủ không có được, nằm hoài ngủ không có được, tại vì nó làm cho tăng nhiệt truyền ở cái suy giảm thần kinh nha. Triệu chứng cơ thì người ta sẽ than là mình sẽ tìm thấy cái người đó bị rất là ốm, gầy là chủ yếu là gầy cái cơ gần, dù cái cơ cứ được từ vai mình thấy chưa, mình sẽ thấy người ta gầy sạch xuống ha, và cái cơ người ta mặc dù ta ăn gì đó nhưng mà ta bị yếu cơ, tại vì cơ nó bị teo và sẽ bị run tay, và run tay của cường giáp nó khác với run tay bẩm sinh. Run tay cường giáp anh em sẽ thấy cái biên độ nó run nó nhỏ thôi nhưng mà tần số nó rất là cao, tức là người đó run rất là nhiều nhưng mà mình sẽ thấy nó hơi hơi nhẹ thôi chứ không phải là nó run nhiều tới vậy, mà nó chỉ hơi hơi run run. Một số người mình thấy khác là phải kêu người ta để tay trước cái tờ giấy lên trên tay của người ta cảm nhận được cái độ run của tay người ta. Và bệnh nhân có thể đi tới với mình là bị gì chu kỳ do hạ cái điện áo, cái này thì mình có đang có ra một cửa và nó nhà bộ cái gì đó thì cái sao mà sao cái tự nhiên cái đấy kia nó bút xuống đi cũng được. Và đi khi như vô bệnh viện thì đo ra là thấy cái điện áo nó nhộn và xét nghiệm cái người ta thấy có cường giáp. Cái này nó thường ở em chị thôi chứ không phải ca nào cũng vậy nha. Rồi triệu chứng tiêu hóa thì sao? Ăn mà giống như cái người bị kém hấp thu vậy, ăn nhiều đi hết, nó thay tiêu chảy xuống do cái nhu cầu của nó tăng kích thích á. Và khi mà người ta thường giáp nặng ở trong trường hợp là bão giáp á thì người ta sẽ bị suy tế bào gan luôn, gan to và da rất to luôn.
một số thuốc để điều trị cho ung giáp thì ta không có dùng để điều trị ung giáp nha, bởi vì nhân cả năng kinh rồi và nó sẽ gây tăng bệnh tiết canxi phốt pho ha, bởi vì có thể gây sỏi thận. Cái này là nó do nó tăng cái gì vậy? Thường là tiếng từ cần tiếng giáp thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tế bào cận nang, tế bào cận giáp là khác đó nha, cận nang là khác nha. Giờ hỏi từ cận giáp là gì, cận nang là gì chết luôn á. Và bệnh nhân có thể có triệu chứng mắt, mắt có là mấy em cái này thì nó hơi quá rồi, mấy em sẽ thấy cái này nó đỏ ở cái diễn viên mà phim Ấn Độ á, bởi là thì con phim Ấn Độ cũng đưa đi sẽ thấy mắt của người ta á, mấy em nhìn ra bình thường mắt của mình sẽ không thấy được cái phần lòng trắng ở trên cái viên trên, từ khi mấy em nhướng lên hết cỏ thì mấy em mới thấy được cái lòng trắng, mấy em thấy được viên cái lòng đen của mắt mình tròn quay lòng hết đó. Hoặc là một số cái búi giá nó nhỏ quá, chân nó nhỏ quá, nó chỉ khoảng
thấy được, vì khi nào mà nó chìm sâu quá thì nó không có tiện được đâu nha. Và cái nữa là cái kháng thể, thì kháng thể thì có kháng thể TBO, kháng thể để cái TGAB, tức là cái kháng thể mà cái chỗ mà để giữ chữ cái hộp giá đó. Thì kháng thể khác cùng thể tên khác là cái TRAB. Nếu mà cái người đã xét nghiệm TRAB dương tính thì cái ca này chắc chắn là PCR. Còn TGAB dương tính, TGAB dương tính thì chưa chắc là PCR nha. Tại vì TBOAB nó cũng tăng cả, nó cũng dương tính cả trong PCR và cả trong viêm giáp asymptom. Và tiếp cận một cái trường hợp nhiễm độc giáp thì các em làm cái gì? Và đứng trước một bệnh nhân mình đang vô chỉ là mình đang khai là giờ tôi bị trên những nhiều con thì đó có ngủ rồi thì đổ vào con nhiều rung tay đi làm nhanh hồi hộp hay bị tiêu chảy giờ ớn nhát ớn vô giờ người ta hỏi là thấy cái cuốn giáp của tôi bự bự cho chính mình thì đứng trước một cái bệnh nhân như vậy thì mình đã làm cái gì, nhắc lại sinh lý một chút xíu ha, những cơ chế điều hòa giá ha. Cái đứa mà tắm được cái này là học như cái bản này là mình không có. Thì khi phá hủy cái mô tuyến giáp thì cái nang là cái nơi dự trữ và hộp giáp nó sẽ bị bể ra, thì hộp giáp
vỡ ra thì nó tăng tiết dịch hơn, thì cái đó cũng là nhiễm độc giáp chứ không phải là cường giáp, hiểu không? Tại vì cái em nói cho nó là cường giáp để cho uống thuốc để nó ức chế được, nó tạo ra một giáp nữa, thì sau khi hút cái giai đoạn viêm cấp đó thì cái tuyến giáp nó bị teo đi rồi á, nó đâu có còn tạo được cọng rôm đâu, mà tôi nhanh cho uống thuốc để làm ức chế được nó tiết cọng rôm nữa thì bệnh nhân sẽ bị suy giáp nặng hơn, hiểu không? Thì bây giờ nếu mà tê ra tê đến ta thì tê thắt nó sẽ sao? Nếu không tính từ bình thường, đầu tiên vô mình nghi ngờ ca này có cường giáp thì em cho xét nghiệm, một là xét nghiệm tê sắt đúng không, hai là xét nghiệm tê ba tê bốn. Tuy nhiên cái thường mà người ta sử dụng tê bốn nhiều chứ ta không cần tê ba, tại tê ba cái thời gian bán quỷ nó rất là ngắn, có bạn đi bán quỷ rồi mà cái lượng trong máu của nó thì không có tới 10% nữa, cái chính của nó là tê bốn thôi. Cho đó người ta đo là người ta đo tê bốn, và hóc môn này là hóc môn tan ở trong mỡ chứ không phải là tan trong nước, cho đó nó di chuyển trong máu là dạng gắn kết. Mà mình muốn đo cái hóc môn mà có ý nghĩa thì hóc môn nó đi tới cái mục đích, ví dụ hóc môn đi tới cái bào thì không phải là nó phải có một cái cát tan nó đi, vậy nó phải có cái xe chở nó đi, ví dụ đây là hóc môn tuyến giáp ha, đây là hóc môn tuyến giáp thì nó có cái xe chở nó đi tới cái tế bào, thì khi đi tới tế bào thì cái xe này nó phải tách ra, nó phải thải là hóc môn ra, hóc môn nó đi để đáp đặt được. Cho đó mình đo là mình đo cái lượng cho, chứ mình không đo cái lượng mà gắn kết. Cho nên cho lâm sàng mấy em đi xét nghiệm không bao giờ người ta cho tê bốn đâu, mà người ta sẽ cho free tê bốn, tức là tê bốn tự do. Cái này là cái là chất mà có ý nghĩa, nó có gắn kết. Bây giờ em có một đống tê bốn nhưng mà tê bốn này nó dính trên cái xe nó đâu có tác dụng gì đâu, thì cái này đâu không có ý nghĩa gì cả. Ta đo là ta phải đo cái thằng tự do này, cái thằng này cũng có tác dụng nha. Ta đo hormone môn ở trên lâm sàng của bệnh lý nội tiết là người ta đo ở dạng tự do chứ không ai đo ở dạng gắn kết á. Nên mấy em sẽ thấy cái xét nghiệm thường thường người ta cho ST4 chứ người ta không cho, và ta không cho là T4 không nha. Cho nên ở đây mình sẽ đổi lại là ST4 và ST3, nhưng mà lưu ý thông thường là người ta chỉ đo là ST4 thôi, thì nó u là nó không có kiểm soát theo cơ chế kinh tế nữa, là nó tiết là nó tiết thôi.
Tiếp theo cơ chế kinh tế bình thường, khi này tăng lên thì thằng này nó giảm xuống, mà khi này nó tăng lên đầu táo thì cái đây thằng này vẫn không giảm xuống nữa, cho nên là nó vẫn cứ tăng. Và có thể là nó bình thường là tại sao, tức là một cái vùng của tiết y nó dày thì nó có thêm một cái vùng nữa. Những cái tiết y trước này á, chỗ này thì nó biết là T34 nhiều rồi thì tên sắc của nó bớt xuống, nhưng mà cái thằng của con này nè, nó nằm riêng ra không biết ai, nó không có nghe lời, nó tự nó tiết tên sắc nữa, cho nên nó còn cái phần giảm thì nó là tên sắc. Được chưa? Cho nên tên sắc bình thường tăng thì đó là bệnh lý hạ tiết y, cái này là cường giáp trong bài tiết y. Được chưa? Nắm được cái này không? Có bị cái gì rắc rối không? Bây giờ đứng trước một bệnh nhân vô nghi ngờ thì mình nhờ họ là xét nghiệm để xác định đây là xét nghiệm FT4 ha. Còn thí dụ như mình có một cái tình huống nữa là mình đo lên nó xác cái ca này là vi cường giáp đó, mình đo lên xác thì nó giảm, nhưng mà FT4 thì nó lại bình thường. FT4 bình thường thì lúc này mình sẽ có chỉ định để đo FT3, thì lúc này cái FT3 sẽ tăng. Đây là trường giá tăng FT3 đơn độc, tức là mình chỉ tăng FT3 thôi, cái tỷ lệ này nó xíu, chứ không phải là luôn luôn lúc nào cũng vậy. Nhưng mà tại sao trên lâm sàng mấy đứa nhìn thấy bệnh viện và bác sĩ cứ cho còn FT3, FT4 được mà không cho FT4? Chừng nào FT4 nó bình thường mà tên sắc nó giảm đi là hãy cho FT3. Tại vì nếu mà mấy em nó rút máu sáng bệnh nhân nhìn ăn ha, cái đi vô đợi rút máu, khám bệnh, rút máu, khám bệnh xong rút máu là tới 9 giờ lúc đó sau cái 10 giờ có kết quả mới về, chờ tới lượt khác cái đầu thì chiều bác sĩ biết khác, tại vì nhiều bệnh nhân quá, cái chiều bác sĩ biết khác, chiều bác sĩ khác, cái coi nó thấy FT4 bình thường mà tên sắc nó giảm chết rồi. Ca này là coi bình thường giáp giáp cho tên đau tăng hơn một, đây thì nó là cho lúc đó là được nữa để đo FT3 thì bệnh nhân sẽ chửi, tại vì bệnh nhân sẽ đi thêm một vòng nữa rồi đợi xét nghiệm có kết quả mới quay lại bác sĩ khác lần nữa. À, cho nên để cho thuận tiện thì người ta làm cả FT3, FT4 cũng được luôn. Cho nên nhưng mà tỷ lệ mà tăng FT3 lên một thì nó ít thôi, chứ nó ít khi nào mà trong trường hợp này nó luôn luôn có như vậy đâu. Nhưng mà bảo hiểm y tế đó, sau này nó sẽ bắt buộc đó, thì cái lúc đó mình cũng sao ra làm dần người ta thuận tiện mình làm cũng được. Chứ thực tế trên một bệnh nhân để tiếp cận một căn những độc giác mình chỉ cần thử tế sắc và FT4 thì mấy em cứ theo đăng theo cái cơ chế kinh tế thì nếu thằng này tăng thì bắt buộc thằng này nó tăng và thằng này cũng giảm, vậy là thằng này nó không có nghe lời, tức là nó bị bệnh, bản thân tự tiến lên. Còn cái chuyện tăng này là do thằng này nó bị cái thằng này nếu nó làm, chứ nó bản thân không có bệnh gì cả. Còn nếu mà thằng này nó giảm, thằng này nó cứ ra ngoài, tức là thằng này bản thân bị bệnh. Thằng kia nó đã giảm rồi, nó kêu đừng có tiếp nữa, nó không có kêu tiếp nữa, mà thằng này nó có một cái muốn chẳng hạn, còn bao tử nó lớn lên thì nó tăng nó tiếp gì đó rồi nó tiếp đâu đó, thằng kia biểu gì biểu nó không có làm, không có làm. Cho nên đôi khi cái tế sắc này em đo mặt không, thật ra nó phải là cái mặt không luôn, mà thật ra nó thấp quá không thể nào đo được. Tế thở là cái máy siêu nhạy người ta đo thế hệ thứ ba thứ tư rồi, người ta cũng không có thể nhận tên sắc, mà là không không không. Nếu cha bao giờ đâu mới chưa được điều trị thì em sẽ thấy tế sắc không mặt không không không. Và cái giá trị này nó sẽ thay đổi rất là chậm, thì phải cái tình huống đến 6-8 tuần thì cái tế sắc của mình nó mới thay đổi. Còn cái T34 thì mỗi tháng nó đã thay đổi rồi, cho nên người ta đến khám một tháng thì mình cũng cần thử cái tế sắc khoảng 6-8 tuần sau mình mới thử cái tế sắc này. Nắm được cái gì chưa? Hiểu được cái này thì mình mới biết được nguyên nhân bệnh tại đâu. Thì là không có đơn thuần là cái ca này thì cần cho những đồng giác thì xét nghiệm như thế nào ha. Thế tức là mình có thể cho một cái ca trường hợp là FT4 này giảm, ở bên FT4 này tăng, ca tế sắc này bình thường như vậy thì biết những độc giác này sẽ ra tại đâu. Chưa? Hiểu được cái cơ chế này không? Mấy em chỉ cần làm cái cơ chế kinh tế là để lý giải được cái điều này. Chứ mà ngồi làm hết cái bản này là bác không biết gì luôn. Còn ví dụ như mình nghi ngờ vậy đó, mà tế sắc nó bình thường, FT4 nó cũng bình thường vậy nè, thì là mình bị cái tình trạng này là do nguyên nhân khác, không phải là những độc giác ha. Không cần học được cái bản này, chỉ cần hiểu cái đó là biết được bản này rồi. Chứ còn học cái bản này là thế nào cũng bị quán não á. Cái này thì cái bản này là những cái nguyên nhân, nhưng mà cái này mấy đứa học không nổi đâu.
giáp thì chúng ta hỏi lâm sàng của bà từ lâu thì cứ đề thế cái triệu chứng lâm sàng của cái nhân vật giáp qua thì nó là triệu chứng lâm sàng của bà từ lâu, nó cộng thêm cái lâm sàng của cái cô giáp đang tả nữa. Cô giáp có thể là nó to lên như vậy mà mình sờ thì mình sẽ thấy được rung view, nghe mình sẽ nghe được âm thổi ở cái vùng trên đây, mình đi siêu âm thì sẽ thấy cái tăng sinh mạch máu rất là nhiều và cái mật độ của nó thường là mềm và nó sẽ không có đau. Cái thứ mình thấy giáp là to nhưng mà không có đau ha. Ở trong đó cũng thấy có một vài bạn cái giáp thì to đó thì cái tiền bên đó cũng giống giống vậy. Còn triệu chứng mắt đó thì khoảng là 25-30% từ cái triệu chứng mắt, không phải bệnh nhân qua từ lâu nào mấy em cũng sẽ thấy có toàn bộ bốn cái triệu chứng này, chứ không phải ca nào cũng bị rời mắt, ca nào cũng phải có cuộc liên kết sinh dài. Nó chỉ có hai cái thường hay gặp nhất là một là có cái bốn giáp, thứ hai là có dung dung giáp, còn lại cái rời mắt với lại cái cuộc liên kết sinh dài. Cái cuộc liên kết sinh dài từ hồi tu đi học có một ca phù điểm trước sinh dài nhưng mà nó không phải là điển hình của phù điểm trước sinh dài nữa, chứ cái tỷ lệ đó rất là hiếm gặp, nên sẽ khó mà gặp được cái ca phù điểm trước sinh dài nào đó. Thì con mắt của người ta nó lòi ra nó sẽ có triệu chứng con kéo của cơ bên trên, thì mấy em sẽ thấy là cái dấu mà xeo nhé, tức là nó một cái vòng thâm mở quanh cái vòng mắt như thế này, dấu siêu quát, tức là khi người ta nhắm mắt xuống vậy thì mình sẽ thấy bị hở mắt nhắm không kính á. À, rồi mình sẽ thấy dấu siêu quát, dấu bầu đó tức là khi mình bé đưa một cái miếng là móng tay cho em đưa đây, khi người ta gặp cái hai con mắt của người ta là đưa móng tay của mình thì hai con mắt nó không có vô được, tức là nó không có hội tụ lại được. Ha, đây là dấu phô biểu xa, dấu tiếp đó tức là khi mà bình thường á cái miếng trên của mấy em nhìn xuống vậy thì con cái nhãn cầu của mình nó cũng sẽ đi xuống, nhưng mà những cái người này do con kéo cơ bên dưới khi bên trên nhìn xuống thì con mắt của người ta vẫn lờ, nên sẽ thấy được cái phần trồng chắn phía trên của cái lòng đen, đó là cái dấu là liệt cắt ha, hoặc là liệt cơ còn kém, tức là người ta không có thể là nhìn ngoài nhìn trong cũng được, nhìn lên nhìn xuống cũng được ha. Nặng hơn nữa thì có thể khô mắt buồn nhắc mặt ha. Đây là cái bảng no spec, tức là cái bảng phần độ lồi mắt ha. Còn đây là hình ảnh cái phù nghiêm trước sinh dài, mình sẽ thấy là tại sao nó còn mắt là do ở phía sau phù màu nhãn cầu nó sản sinh ra cái lượng cơ amyloid căng, đó là đẩy cái nhãn cầu ra trước đang ở phù nghiêm trước sinh dài cũng vậy, do tế bào myeloblast nó sẽ ở phù sinh dài nó sẽ sản sinh ra cái lượng cơ amyloid căng và nó làm cho cái chỗ này dày lên bánh cứng. Chứ cái phù này mấy em ống không gặp nha, phù này nó cứng cái tùy theo biểu hiện rập rộ là gì. Ví dụ như ta từ đâu này thường nó là nữ, nhưng mà giờ mình gặp
Việt Nam thì người ta nói là thể ở Nam, ở Nam thì khó điều trị được hơn và cái khả năng tái phát cao hơn, rồi hoặc là thể lòi mắt, tức là có một số người lòi mắt rất là nặng như biểu hiện của giác không rõ, thì đó là bên thì thể lòi mắt ha. Mà mấy em lưu ý nha, bên từ đô thì thường lòi mắt là lòi cả hai mắt chứ ít khi nào nó bị một bên, nếu mà bị một bên là coi chừng không phải là bệnh lý bên từ đô nha. Thể trẻ em hoặc là thể sơ sinh đối với mẹ bị bên từ đô thì đẻ ra con thì có nguy cơ thì thấy là biểu hiện ở rõ ràng ở đâu nhiều thì đó là thể đa sàng đó ha. Còn số người thì là thể và biến chứng của nhiễm độc giác hoặc cái bệnh này nó rất là nặng nề, biến chứng người ta sợ nhất là biến chứng tim, bệnh nhân có thể bị rung nhĩ, bệnh nhân bị hoại tâm thu, bệnh nhân bị suy tim, mà suy tim này thường là suy tim phải là nhiều ha. Và cái mà sợ nặng nề nhất là bệnh nhân vô cơn bão giác. Tới bây giờ mặc dù y học rất là hiện đại nhưng mà người cha bão giác thì hầu như cũng đang làm sao nổi. Bão giác nó rất là nặng nề ha, và bão giác này là không phải chẩn đoán bằng lâm sàng mà bằng bệnh lâm sàng, có những người mình xét nghiệm hormone môn giác họ không có phải là cao biểu dẫn, mình nghĩ bảo giác bình thường cường giác thì nó cao thì bảo giác phải cao có 3-4 ví dụ vậy, không có không có dùng người cái bảo giác của họ thì nằm vào trong mắt cũng cao với cái cường giác bình thường thôi hoặc là cao hơn xíu thôi, nhưng mà họ bị bảo giác rất là nặng nề, thậm chí là phải tử vong. Anh những trường hợp mật máu thì đây chúng ta cũng không hiệu quả, cho nên nếu mà trường hợp mà bệnh nhân bị cường giác do pasido mà không điều trị tính ra tới chốn bỏ trị do cái tim nó phải tăng cung lực tim nó hoạt động suốt kỳ thời gian thì sẽ bị yếu, máy chạy thì nó sẽ yếu hơn thì cái tim mình cũng vậy, bắt tim đập nhanh liên tục vậy để nó cung cấp năng lượng cho cơ thể, thì lúc đó sau thời gian nó sẽ bị suy, nên khi nó suy nó không có phục hồi. Cho đó đến với bệnh nhân này để điều trị phải giải thích với người ta về điều trị của bệnh nhiễm độc giác. Nói chung thì điều trị thì có điều trị nội khoa và điều trị phẫu thuật hoặc là điều trị y bất xạ. Nhưng mà cái gì đầu tiên nhất là phải điều trị nội khoa, tức là mình phải cho cái bình ổn, cái tiết giác trước, học không giác người ta phải tạm thời bình trước rồi mình mới đưa đi mình mổ. Chứ một số người mới phát hiện trường giác thế là nôn đâu, tại vì uống thuốc mà điều trị nội khoa thì mình phải điều trị từ 12 đến 18 tháng, thậm chí là 2-3 năm mình mới điều trị được hết cái bệnh đó. Thế là người ta không uống, người ta muốn là tôi phải mổ đi để điều trị hết liền, hoặc là tôi cũng không xả uống vô cho nó phá cái quỷ cái tiết giác này để nó đen tiết giác, nó không biết là nhiều không giác nữa. Như vậy thì hết tiền, nhưng mà trong lúc đó họ không giác nó đang rất là nhiều mà em uống thuốc vô để nó phá hủy cái mô tuyến giáp á, thì nó sẽ kháng phục cái lượng mà tuyến giáp ra rất là lớn và nó sẽ thúc đẩy vô cái bảo giáp. Cho nên trước khi mình phẫu thuật hoặc trước khi mình cố gắng có cả bắt buộc người đó phải đưa về bệnh giáp trước cái và mình lấy điều trị hay phương pháp kia. Cho đó bắt đầu điều trị cũng phải là nội khoa trước, sau khi uống thuốc thời gian cũng là lúc chế định cho tập hợp tuyến giáp ra nữa. Còn cái ớt xạ là uống cho nó phá hủy cái khối tuyến giáp để teo cái tuyến giáp đi, tức là phẫu thuật mà không cần phải dao đó. Đó là teo tuyến giáp đi thì thời gian đầu khi mới uống thuốc phóng xạ vô thì hỏng lượng phóng giáp nó sẽ tích ra rất là nhiều, thì nó sẽ làm cho mắt của người đó lòi hơn mình một chút. Cho nên những cái người mà bị lòi mắt quá nặng thì người ta không có sử dụng cái phóng xạ để điều trị. Tại vì mấy em điều trị như vậy thì không tích một lượng phóng giáp rất là lớn thì làm cho lòi mắt nặng hơn. Sau khi nó không thích hoạt động nó sẽ bị viêm cái tuyến giáp đó, sau cái đợt nó viêm thì nó sẽ bị teo cái tuyến giáp đi, thì nó teo nó không hồi phục, thì sau đó sẽ có cái tình trạng sau điều trị là có thể một số người bị vô suy giáp luôn, ở lúc trước là cường giáp, còn giờ suy là nhẫn teo nó yếu luôn, mà nó teo rồi không hồi phục, nó không bự nó lại được nữa, thì suy giáp thì chỉ có một cái buồn vô suy rồi. Cho nên cái nào nó cũng có cái lợi cái hại đó, em uống thuốc đó để điều trị và nội khoa là ức chế được cho tạo giác nữa, thì cái thời gian mình nó chậm, nó đáp ứng lâu và khả năng khi mình uống thuốc có khả năng bị lại cao. Nhưng mà khi mà em mổ hoặc là em uống thuốc xạ là mổ là cắt em được mất luôn rồi, nếu mà cắt đi nhiều quá thì nó sẽ bị thiếu luôn, sau này sẽ bị suy. Còn nếu mà cắt đi ít quá thì nó có thể là nó còn nhiều, nó tăng sinh lên, nó sẽ tái phát cái cường giác trở lại, phải mổ lại. Thì ở thuốc xạ cũng vậy, uống nhiều quá thì nó sẽ bị teo suy luôn, còn nếu mà uống ít quá thì nó cũng sẽ bị tái phát lại. Cho nên mỗi cái nó có một cái khu vực điểm riêng và tùy theo, cũng có số trường hợp nặng quá người ta không thể mổ thì người ta vẫn sẽ xả thôi, chứ cái gì nó cũng có cái khu vực điểm riêng.
chưa?